Xin chào quý anh chị cô chú ha. Thì hiện tại em đang có mặt tại thị trấn Ngã Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì hôm nay em muốn review gửi đến quý anh chị cô chú một thửa đất có diện tích là 1.000m2 nha quý anh chị. Và trong đó là mình phủ hồng toàn bộ đất ở đô thị luôn. Đó. Và vị trí của mình á thì mình cách công ty Misen thôi quý anh chị. Đó, công ty trước mặt đó. Tầm khoảng vài trăm mét này quý anh chị. Đó, công ty đó là một công ty lớn ở cái khu vực hiện tại và có sức chứa lên hơn cả 5-6 ngàn lao động nha quý anh chị. Đó, hiện tại là công nhân tập trung về đó làm việc rất là nhiều. Và vị trí của thửa đất của chúng ta thì cách trung tâm thị trấn tầm khoảng đâu đó là hơn 1 km thôi nha quý anh chị. Thì quý anh chị vui lòng xem hết cái video này để tham khảo chi tiết hơn ha. Thì đây là sổ của mình nha quý anh chị, địa chỉ là thuộc thị trấn Ngã Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Diện tích là 1.066m2 ha, hình thức sử dụng riêng và mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm ha, thời hạn sử dụng là đến năm 2043 nha quý anh chị. Còn đây là thửa đất của mình nằm trên bản đồ quy hoạch, hơi vuông vắn nha quý anh chị. Đó, mình có ngang là 12m mặt tiền và sâu vào sâu một cạnh là 83, một cạnh là 79 gần 80 nha quý anh chị, và hậu đằng sau là mình 12.7, mình nửa hậu nha quý anh chị, rất là đẹp luôn. Đó. Bây giờ mình mở quy hoạch lên ha. Thì đất của mình là quy hoạch là đất phủ hồng nha quý anh chị. Đó. Và mình phủ hồng toàn bộ đất ở đô thị luôn nên quý anh chị có thể lên thổ cư trực tiếp ha. Thì đây là vị trí ranh giới của mình nha quý anh chị, mình sát cái ngôi nhà này luôn, sát mấy ngôi nhà này luôn. Thì từ đây á mình đổ xuống là 12m ha. Và cạnh này là 83 nha, sâu về sau 83 và cạnh kia sâu về sau là 79 và gần 80 luôn nha quý anh chị. Và mình đằng sau là vuông vức luôn ha. Thì đất của mình chưa cọc ranh gì cả nha quý anh chị. Đó. Nếu mà quý anh chị nào mà mua sở hữu thì chủ sẽ đóng cọc ranh cho mình ha. Còn về hướng của mình là hướng đông nam nha quý anh chị. Đó, và cái con đường này á là con đường nhựa, lộ giới tầm khoảng là 6m, hai xe ô tô né nhau ha. Thì từ đây mình di chuyển ra qua quốc lộ 56B. Đó. Thì mình cách quốc lộ 56B tầm khoảng là 2 đến 300m thôi nha quý anh chị, rất là gần luôn. Và cái trục đường này cũng vậy, mình xuống quốc lộ 56B có nó hình chữ U á quý anh chị. Nó vòng từ đây nó vòng vô rồi vòng ngược ra. Đó. Đường này là đường thông hết nha. Và khu vực của mình thì dân cư ở rất là đông, ở xã bên cạnh mình là một ngôi nhà, nói chung là ngôi biệt thự mini ấy, rất là đẹp luôn nha quý anh chị. Đó, quang cảnh làm chủ cảnh rất là đẹp luôn. Hướng bên kia của nhà đây đổ ra ngoài kia là dân cư ở rất là đông nha quý anh chị. Đó, đường này quá đẹp luôn này. Còn điện đài dây internet thì có hết rồi, dây điện dây internet đủ trước mặt nhà mình luôn, trước mặt đất của mình luôn. Đất này thì phủ hồng toàn bộ nha quý anh chị, lên thổ cư trực tiếp. Đó, cái hướng này thì mình đất của mình nó thuộc vùng cao đó, mình có thể nhìn sang cái hướng bên kia toàn là mảng xanh không ha quý anh chị. Cái khu vực này là thổ nhưỡng là toàn là đất đỏ Ba Giang thôi nha quý anh chị, đất đỏ Ba Giang là chủ yếu đó, rất là phù hợp để trồng trái cây rồi. Nhìn về hướng bên này ha. Đó, hướng bên này ẹo ra qua bên kia là khu này là ở dân cư, phía này rất là đông rồi quý anh. Thì bây giờ mình tiến vào đất của mình ha. Thì đất của mình á là hoàn toàn bằng phẳng nha quý anh chị. Đó, để lâu rồi không có cho chăm, không có làm gì nên cỏ nó mọc lên nè, cỏ mọc lên dày luôn. Đất của mình ra tới đằng sau, ra tới cái đám cỏ cháy là đất của mình nha quý anh chị. Còn đây là vị trí của mình ở trên Google vệ tinh ha quý anh chị ha. Ngay chấm đỏ là vị trí của mình ở trên Google vệ tinh. Thì mình cách thành phố Hồ Chí Minh tầm khoảng là 70 cây số nha quý anh chị. Mình cách biển Vũng Tàu tầm khoảng là 35 cây thôi. Và mình cách thành phố Bà Rịa tầm khoảng là 17-18 cây gì đó nha quý anh chị. Và mình cách quốc lộ 56 cũng như trung tâm thị trấn Ngã Giao đó tầm khoảng là 2 km nha quý anh chị. Đó, và mình cách đi trung tâm thị trấn tầm khoảng hơn 1 cây máy thôi thì mình đã chạy về trung tâm thị trấn rồi ha.
Đó, mình đi chợ búa bệnh viện đồ rất là tiện ích luôn. Đấy, đây là vị trí tủ đất của mình nằm đằng sau trước công ty Mysen ha, đằng trước công ty Mysen. Công ty này là không khói bụi, không tiếng ồn nha quý anh chị, nên quý anh chị cứ yên tâm ha. Thì để xem chi tiết hơn thì quý anh chị vui lòng xem ở đường link ở phía dưới phần mô tả ha. Đây là từ vị trí thửa đất của chúng ta di chuyển ra đường quốc lộ 56B ha quý anh chị ha. Và cũng không để làm mất thời gian của quý anh chị thì em xin báo về giá. Thì chủ rao cái lô đất này với cái giá là cực kỳ rẻ luôn nha quý anh chị. Đó, so một lô đất ở thị trấn rất là rẻ. Đó, thì chủ đang rao bán với cái giá là 1 tỷ 600 triệu cho lô đất 1.000 m². Đó, phủ hồng toàn bộ, có thể lên thổ cư trực tiếp luôn. Và cái giá này là cái giá không thương lượng nữa nha quý anh chị. Đó. Thì để biết thêm thông tin chi tiết thì vui lòng liên hệ số điện thoại 0367054816 gặp em để em cung cấp đầy đủ thông tin cho quý anh chị ha. Và cuối cùng em xin kết thúc video tại đây nha. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.